mô hình hoa viên nghĩa trang khai thác giá trị và niềm tin tín ngưỡng. Theo văn hóa phương Đông, đạo hiếu, lễ nghĩa đưa lên hàng đầu, vấn đề hậu sự của người thân luôn được đề cao. Trong văn hóa người Việt, mộ phần là điểm gắn kết tinh thần giữa người còn sống và những người đã khuất, do đó phần mộ luôn được chú trọng xây dựng khang trang, kiên cố. Do đó, trong quy hoạch hoa viên nghĩa trang, bên cạnh các phần mộ sẽ có được đầu tư nhiều công trình văn hóa độc đáo, tiểu cảnh, cảnh quan, không gian xanh tạo nên khung cảnh yên bình. Đây không chỉ là nơi cho những người đã khuất mà còn là nơi giúp người thân của họ cảm thấy được sự tĩnh lặng, thanh tịnh. Cùng điểm qua một số hoa viên nghĩa trang nổi tiếng. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Ba Vì Hà Nội. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng nằm trên địa bàn hai xã Phú Sơn và Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 70 km về phía tây. Dự án do công ty cổ phần Ao Vua làm chủ thầu, theo công thức sở hữu lâu dài với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Ba Vì Hà Nội được khai trương từ tháng 10 năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Đến năm 2020, nghĩa trang Vĩnh Hằng Ba Vì tiếp tục được xây dựng ở giai đoạn 2 với tổng diện tích 36,9 ha để đáp ứng nhu cầu chôn cất người dân, tổng vốn đầu tư của thời điểm này lên đến 80 tỷ đồng. Hương An Viên Huế. Hương An Viên là dự án công viên nghĩa trang sinh thái đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng diện tích đầu tư là 52 ha, giai đoạn 1 thực hiện 23,2 ha, do công ty CPVIF An Lộc làm chủ đầu tư và bắt đầu triển khai năm 2017. Nằm tại thôn An Hòa, phường Hương An, thành phố Huế, công trình có vị trí đắc địa tọa lạc trên 4 hồ nước tự nhiên, phía cội nguồn Hương Giang, xung quanh được bao bọc bởi nhiều dãy núi trùng điệp. Cách kinh thành Huế khoảng 7,6 km về hướng Tây Nam. Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Dự án hoa viên nghĩa trang Bình Dương có tổng diện tích khoảng 200 ha, tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 50 km. Đây là một trong những dự án công viên nghĩa trang được xây dựng đầu tiên tại tỉnh Bình Dương. Hoa viên nghĩa trang Bình Dương do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa xây dựng và quản lý từ năm 2006. Hoa viên Bình Dương được quy hoạch các phần mộ đan xen với các công trình cảnh quan và các công trình tâm linh. Mộ phần được phân chia ra nhiều khu, mỗi khu vực lại có cảnh quan và cách bố trí xây dựng theo một phong thái riêng. Nơi đây là dự án nghĩa trang thanh tĩnh, tâm linh nhưng vẫn mang nét đẹp của một nghĩa trang hiện đại. Hoa viên nghĩa trang Sala Garden Đồng Nai. Hoa viên nghĩa trang Sala Garden nằm tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, cách thành phố Hồ Chí Minh 30 phút di chuyển. Dự án có diện tích hơn 50 ha, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, nằm trong một vành đai tâm linh với khoảng 60 ngôi chùa, thiền viện, giáo xứ gần đó. Dự án hoa viên nghĩa trang Sala Garden được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2017. Cung cấp đầy đủ các tiện ích và dịch vụ như đền trình, nhà tang lễ, tịnh xá, quảng trường lớn, tường lưu cho cốt, nhà hàng, câu lạc bộ, vườn ươm, trung tâm lưu trú. Sơn Trang Tiên Cảnh Tây Ninh. Hoa viên nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh tọa lạc tại ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách thị xã Tây Ninh 11 km. Công trình nằm ngay sau núi Bà Đen, nơi được cho là có long mạch chạy qua nên mang ý nghĩa phong thủy tốt. Dự án có quy mô 75 ha. Vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ do công ty Ferry Park Việt Nam, liên doanh giữa công ty Chí Phúc và tập đoàn Ferry Park Malaysia là chủ đầu tư. Đây là mô hình nghĩa trang phong cảnh được quy hoạch và xây dựng theo kiến trúc hiện đại của Malaysia kết hợp phong thủy tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của các tôn giáo khác nhau. Trong cách bày trí, Sơn Trang Tiên Cảnh giống như một công viên xanh với khu vườn bonsai, suối nước, non bộ, không khí trong lành, phù hợp tiêu chí bảo vệ môi trường. Hoa viên nghĩa trang Gò Đen Long An. Nghĩa trang Gò Đen có tổng diện tích khoảng 30 ha, tọa lạc tại vị trí quốc lộ 1 AKM1927 thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 16 km hướng về miền Tây, giáp danh với huyện Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh 4 km. Khu đất thuộc hoa viên nghĩa trang Gò Đen đã được nhà nước cấp phép quy hoạch làm nghĩa trang và chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2006.